Chào anh chị, hôm nay em lên cho các anh chị một con chảo siêu phẩm đến từ thương hiệu Brabantia, một thương hiệu rất là đỉnh đám đến từ Hà Lan. Con này là size 20cm, dùng chất liệu titanium đúc nguyên khối. Đây ạ. Đấy, được dập một cái lớp từ rất là dày, bắt từ rất là tốt mà không sợ lồi, không sợ kén từ như các dòng chấm tổ ong ạ. Tay cầm đinh tán, logo Brabantia này, cực kỳ sắc nét. Men không chứa PFOA, không chứa chất gây ung thư. Men xịn như Fistler luôn. Cầm vào mới thấy men cực kỳ xịn luôn. Cái nữa là cái thân chảo cực kỳ dày luôn. Sử dụng cho tất cả các loại bếp nhé. Đây là size 20. Rán trứng, ốp đếp trứng hay là các đồ nhỏ rất là thích luôn. Cầm rất chắc chắn, rất là đẹp luôn. Con này chưa đến 1 triệu luôn, cực kỳ xịn luôn. Một thương hiệu đến từ Hà Lan. Đầy hạn này, ghi bảo hành đến 10 năm luôn. Nếu mà ai mà đã dùng cái quánh hay là các dòng, các chảo của các thương hiệu này rồi thì biết chảo vừa đẹp vừa xịn mà giá lại cực kỳ mềm luôn. Chắc chắn, tay cầm inox không gì để chê luôn ạ. Cả giá thành, cả chất lượng luôn. Đóng hộp thì không phải bàn luôn. Rất là đẹp. Con này được nhập từ Đức về nhé. Một thương hiệu của Hà Lan xuất sang thị trường Đức. Nó là tiêu chuẩn của Đức.